Xin chào các bạn. Trong clip này thì Tiến sẽ chia sẻ với các bạn về cái bí quyết để mà chúng ta làm sao chúng ta bảo vệ được da khỏi tia UV và chống nắng một cách tốt nhất với các sản phẩm của Cosme Hill. Đầu tiên nhất, Tiến muốn nói với các bạn một cái điều đầu tiên nhất, quan trọng nhất, đó là chúng ta phải tránh nắng tốt trước đã, rồi chúng ta mới chống nắng. Chúng ta cần phải hiểu được rằng là trong ánh sáng mặt trời có 3 loại tia, bao gồm là tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy và tia tử ngoại. Cái tia tử ngoại chính là tia UV mà chúng ta thường hay nhắc tới, và tia UV chính là cái tia độc hại nhất và gây hại cho làn da chúng ta nhiều nhất, và chúng ta cần phải tránh nó nhiều nhất. Vậy thì khi mà chúng ta tiếp xúc với ánh sáng mặt trời á, cái ánh sáng nhìn thấy chính là cái vệt nắng vàng. Ánh sáng nhìn thấy là cái, như cái tên gọi của nó, là cái mà chúng ta có thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Vậy thì cái vệt nắng vàng mà chúng ta có thể nhìn thấy được bằng mắt thường, cái sự chói chang mà chúng ta có thể thấy được bằng mắt thường, chính là ánh sáng nhìn thấy. Và nếu chúng ta chỉ né cái vệt nắng vàng hoặc chúng ta chỉ né cái ánh sáng chói chang mà mắt thường chúng ta nhìn thấy thì vẫn chưa phải là tránh được tia UV. Cái điều thứ hai mà chúng ta thường hay nhầm lẫn đối với ánh sáng mặt trời đó là tia hồng ngoại. Tia hồng ngoại là cái loại tia có tác dụng nhiệt, cho nên là nếu như mà chúng ta chỉ ra đường và chúng ta chăm chăm tránh những cái nơi có ánh sáng mặt trời mà nó bị nóng bức, chúng ta tránh cái sự nóng bức, chúng ta tránh cái sự nóng nực, chúng ta tránh cái sự oi bức, thì thực ra chúng ta chỉ mới tránh được tia hồng ngoại mà thôi. Trong khi đó, cái chúng ta cần tránh nhất chính là tia UV, nhưng tia này lại không tạo cảm giác cho chúng ta về mặt xúc giác, cũng như là chúng ta không thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Cho nên là chúng ta sẽ cần phải tránh hiệu quả hơn bằng cách là gì? Chính vì tia UV chúng ta không nhìn thấy được, có thể phản xạ xuống mặt đường, phản xạ xuống cát, rồi phản xạ lên da chúng ta, hoặc là tia UV có năng lượng cao có thể xuyên qua một số cái loại vật chất để mà đi tới da của chúng ta. Cho nên là chúng ta sẽ cần phải có sử dụng một số sản phẩm chống nắng để phòng tránh những trường hợp tia UV chiếu lên da của mình mà mình không hề hay biết. Bởi vì kể cả khi chúng ta trong nhà, những cái thiết bị gia dụng như là tivi nè, như là đèn nè, như màn hình vi tính nè, màn hình điện thoại nè, cũng đều có một cái cường độ tia UV nhất định. Và đây cũng là lý do tại sao các chị làm nhân viên văn phòng ngồi trong phòng máy lạnh suốt thôi, ngồi máy vi tính suốt thôi, nhưng mà 4 năm 7 năm sau vẫn có xuất hiện nám trên da, mà các chị không biết được rằng là chính cái tia UV từ màn hình vi tính mà mỗi ngày các chị tiếp xúc 8 tiếng đồng hồ nó đã gây ra cái sự lão hóa và nám da trên da của mình. Vậy thì với Cosme Hill, chúng ta có hơi nhiều những cái sản phẩm chống nắng. Vậy thì các sản phẩm chống nắng này, công dụng nó ra làm sao, khi nào thì xài cái nào, hoặc là chúng ta kết hợp với nhau như thế nào để có một cái quy trình chống nắng hoàn hảo nhất cho làn da của mình. Thì bây giờ Tiến sẽ phân tích từng cái sản phẩm chống nắng một để các bạn có thể phân biệt, cũng như là có thể linh hoạt, hiểu biết để mà mình sử dụng. Đầu tiên nhất là Super Shine Perfect Sun Serum. Như Tiến nói trong cái clip chuyên biệt của Perfect Sun Serum thì đây là một cái chống nắng dạng serum, có nghĩa là bào chế thân nước. Dạng thân nước thì cho dù là chúng ta da dầu, da bình thường hay da khô thì chúng ta cũng đều có thể sử dụng được. Và đây là cái thể chất mà phù hợp với hầu hết tất cả các loại da, Perfect Sun Serum. Và đặc biệt là gì, Perfect Sun Serum là một cái dạng chống nắng mà không có nền, nó không màu và nó trong suốt, cho nên phù hợp với cả những bạn nam rất là ngại cái việc bôi kem chống nắng lên mà có một cái nền trắng trắng trên da của mình thì các bạn sợ là người khác nhìn vào các bạn sẽ ngại, thì Perfect Sun Serum cũng là một cái loại serum chống nắng hoàn toàn trong suốt để phù hợp trong trường hợp là các bạn không muốn có bất kỳ một cái nền nào trên da của mình. Perfect Sun Serum này nó vừa có tác dụng như một cái màng lọc, có nghĩa là SPF của nó là 30, lọc được 96,7% tia UV, có PA 2 cộng, mức độ lọc tia UV A ở mức độ trung bình. Và đồng thời cũng có luôn tác dụng chống nắng nội sinh, nghĩa là chiết xuất từ quả lựu chứa các chất chống oxy hóa để trung hòa các gốc tự do tia UV sinh ra trên da của mình. Thì đây là một cái dạng serum chống nắng nội sinh đường bôi và có thể sử dụng như một cái serum dưỡng da, bởi vì trong đây cũng có chứa các vi nang bao bọc các loại hoạt chất và các chất chống oxy hóa trong cái sản phẩm này. Bình thường nếu chúng ta lười dưỡng da, chúng ta cũng có thể chỉ sử dụng đơn thuần cái serum chống nắng nội sinh này như một serum vừa chống nắng ngoại sinh, vừa chống nắng nội sinh và vừa dưỡng da, cấp ẩm cho da của chúng ta luôn cũng được các bạn ạ. Cái sản phẩm chống nắng thứ hai của Cosme Hill đó là Perfect Sun Cover. Như cái tên gọi của nó, cover có nghĩa là nó sẽ có một cái lớp nền để che phủ phần nào những cái khuyết điểm trên làn da của mình. Với SPF 37 thì khả năng lọc tia UVB của nó là 97,3%, và PA 2 cộng là khả năng lọc tia UVA của nó là ở mức độ trung bình.
và sẽ tạo một cái lớp nền phủ lên trên da của mình. Thông thường những khách hàng, những quý vị nào, những bạn nào muốn có một cái lớp nền nhẹ, mỏng trên da của mình, che phủ khuyết điểm mà không muốn dày công ngồi make up quá lâu, quá tốn thời gian, thì các bạn có thể sử dụng sun cover này. Và thông thường đối với những người đó, Tiến thường hay khuyến cáo các bạn sử dụng cả hai, vừa sun serum bôi bên trong để cấp nước nè, cấp ẩm nè, dưỡng da nè, chống nắng nội sinh nè, tạo cái độ trơn mịn để khi chúng ta bôi sun cover lên nó sẽ trơn tru hơn, nó sẽ mịn màng hơn và tạo một cái lớp nền che phủ mềm mại, mịn màng và chắc chắn trên làn da của mình. Cái sản phẩm chống nắng tiếp theo của Cosme Hill đó là Perfect Sun Cushion. Đây là một cái loại phấn nước tế bào gốc. Trong cái phấn nước này, bên cạnh cái tác dụng của một cái phấn nước thông thường như là bao phủ, tạo một lớp nền nhẹ tênh, che khuyết điểm và tạo lớp nền căng bóng trên da, thì còn chứa tế bào gốc từ trà xanh và tế bào gốc hoa sen để hồi phục và nuôi dưỡng cái làn da của mình. Và đặc biệt là Perfect Sun Cushion có độ chống nắng là SPF 50, có khả năng lọc được 98% tia UV, cũng như là PA 3+, có mức độ lọc tia UVA tương đối cao. Và nếu như sử dụng mà phối hợp các loại sản phẩm thì cái quy trình chăm sóc tối ưu của chúng ta là gì? Thứ nhất, chúng ta sử dụng sun serum là một cái lớp nước. Lớp nước này vừa dưỡng da, vừa cấp ẩm, vừa cung cấp chống nắng nội sinh, vừa là một cái màng lọc hữu cơ. Sau đó chúng ta có thể sử dụng sun cover để che phủ và chúng ta có thể tự tin đi làm. Và trong cái thời gian đi làm hay là chúng ta giăng nắng nhiều, sau 2-3 tiếng chúng ta cần phải bôi thêm kem chống nắng lại, mà chúng ta lại không có điều kiện để rửa mặt, chúng ta không có điều kiện để tẩy trang, chúng ta không có điều kiện phải bôi đi hết rồi bôi lại quá phiền phức, thì chúng ta chỉ cần đơn giản là đem theo cái cushion này bỏ trong giỏ sách của mình. Các bạn chỉ cần lấy cái cushion này ra và dặm thêm cushion này chồng lên cái lớp cover cũ ban nãy, thì các bạn sẽ có thêm một lớp chống nắng hoàn toàn mới, hoàn toàn fresh, tươi và có chứa độ chống nắng là SPF 50, PA 3+ để bảo vệ làn da của mình. Và trung bình cứ 2-3 tiếng các bạn sẽ dặm lại một lần, da mặt các bạn sẽ tươi hơn, sẽ căng bóng hơn, sẽ mịn màng hơn và đồng thời cung cấp lại cái chức năng chống nắng cho mình. Vậy thì ưu điểm của sun cushion đó là chúng ta có thể đem đi theo mình và bỏ trong giỏ để mà sau 2-3 tiếng chúng ta có thể dặm lại để tạo một cái lớp nền hoàn hảo luôn tươi mới, và đặc biệt là dặm lại được cái tác dụng chống nắng cho làn da của chúng ta để bảo vệ làn da của chúng ta xuyên suốt trong cả ngày tiếp xúc với tia UV không bị gây hại. Đây là ba sản phẩm chống nắng bôi bên ngoài. Và có một cái điều hết sức đặc biệt nữa đó là viên sủi truyền trắng Healthy White. Có thể là các bạn không cần cái tác dụng làm trắng đâu, nhưng mà các bạn sẽ rất yêu thích tác dụng chống nắng nội sinh của viên sủi truyền trắng này. Đó là trong cái viên sủi Healthy White Everglow này có chứa một cái thành phần rất là hữu ích cho các bạn trong vấn đề chống nắng. Đó là chiết xuất dương xỉ, là một cái thành phần rất nổi tiếng về khả năng chống nắng nội sinh và được ứng dụng bởi rất nhiều những cái sản phẩm chống nắng nội sinh đường uống khác rồi. Vậy thì bên cạnh cái việc là chúng ta sử dụng những chống nắng đường bôi, bao gồm chống nắng nội sinh đường bôi Perfect Sun Serum, chống nắng có nền Perfect Sun Cover, hay là chống nắng dạng phấn nước bên ngoài đó là Perfect Sun Cushion, thì cái việc chúng ta bổ sung thêm chống nắng nội sinh đường uống có chứa chiết xuất dương xỉ này cũng là một điều rất hữu hiệu để tăng cường khả năng chịu nắng của làn da chúng ta, chống lại các dấu hiệu lão hóa do tia UV gây nên. Và các bạn biết không, là đối với cái liều dùng mà cho cái việc là chúng ta chống nắng mà chúng ta không có nhu cầu làm trắng á, thì các bạn chỉ đơn thuần các bạn uống một viên sủi Everglow mỗi ngày thì các bạn sẽ có cái khả năng chống nắng nội sinh rất là tốt, nhờ vào chiết xuất dương xỉ nè, nhờ vào cái hỗn hợp của L-cysteine, vitamin C, glutathione, alpha lipoic acid. Bạn sẽ vừa nâng tông da, da sáng nhẹ đồng đều và có khả năng chống nắng rất tốt nhờ vào cái chống nắng nội sinh đường uống này. Vậy thì chốt lại, với 4 sản phẩm của Cosme Hill bao gồm Perfect Sun Serum, Perfect Sun Cover, Perfect Sun Cushion và Healthy White Everglow, là những sản phẩm có thể được các bạn ưu tiên lựa chọn để tạo một cái lớp màng trắng chống lại tia UV, chống nắng thực sự hiệu quả cả đường bôi bên ngoài lẫn đường uống, theo cả cơ chế chống nắng nội sinh đường bôi, cơ chế chống nắng nội sinh đường uống, cơ chế chống nắng vật lý bên ngoài và cơ chế chống nắng hóa học màng lọc hữu cơ bên ngoài. Chúng ta có đầy đủ tất cả các cơ chế chống nắng, bao gồm nội sinh, ngoại sinh, bao gồm hóa học, bao gồm vật lý, bao gồm hữu cơ, bao gồm vô cơ trong 4 sản phẩm này để tạo cái hiệu quả chống nắng toàn diện nhất cho chúng ta từ trong ra ngoài. Vậy thì Tiến rất là hy vọng với clip chia sẻ này, các bạn đã phần nào phân biệt được cái tác dụng, công dụng cũng như công năng của từng cái sản phẩm chống nắng của Cosme Hill, cũng như là các bạn sẽ tự lựa chọn và đưa ra được quyết định rằng các bạn sẽ cần một sản phẩm, hai sản phẩm, ba sản phẩm hay cả 4 sản phẩm này đồng thời để tạo cái hiệu quả chống nắng tối ưu và toàn diện nhất cho chính mình.